nhằm kịp thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn vướng mắc cũng như là hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, lao động. Từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 5 tháng 5 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra 15 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp kiểm tra lần này được chọn ngẫu nhiên thuộc tất cả các ngành nghề, các doanh nghiệp trong nước lẫn nước ngoài đã có nhu cầu mở rộng, chuyển đổi cần sự hỗ trợ của ngành chức năng. Đây được xem là điểm mới trong công tác kiểm tra năm 2022. Sau một tháng triển khai, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra được 10 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Mỹ Xuân A 2, Phú Mỹ 2 và Châu Đức. Nội dung kiểm tra là việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực đầu tư xây dựng đất đai môi trường của các doanh nghiệp. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận hầu hết các doanh nghiệp đều chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật, tạo dựng môi trường ổn định để phát triển sản xuất kinh doanh. Đoàn cũng đã nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện tốt các báo cáo môi trường định kỳ theo đúng quy định, nghiêm túc thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường, hoàn chỉnh hồ sơ phòng cháy chữa cháy, xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể. Đa số là các doanh nghiệp thường sai sót về cái vấn đề bảo vệ môi trường, vì quy định về bảo vệ môi trường là thực hiện rất là chi tiết và nhiều cái đầu mục, thì là trong đó cái việc thu gom phân loại chất thải phải là được tách biệt ra, thì là đa số các doanh nghiệp là chưa thực hiện tốt cái vấn đề này. Song song với việc nhắc nhở, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến những tồn tại và hạn chế. Trong đó có việc quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý phụ trách từng lĩnh vực của doanh nghiệp, nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật cho người lao động, phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong việc cập nhật, hướng dẫn các chế độ, quy định mới của nhà nước cho các doanh nghiệp. Việc kiểm tra này rất có lợi cho doanh nghiệp để doanh nghiệp biết những sai sót mà khắc phục nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình doanh nghiệp hoạt động sản xuất. Mong rằng ban quản lý quan tâm nhiều hơn nữa đến các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài như chúng tôi. Qua lần kiểm tra thì công ty sẽ rút các đúc rút doanh nghiệp để mà xây dựng cho nó, tức là công ty sẽ đúc rút doanh nghiệp để mà hoàn thiện lên được những cái công việc nó tốt hơn. Theo kế hoạch, từ nay cho đến hết ngày 5 tháng 5 2022, đoàn công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra 5 doanh nghiệp khác nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế của doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn vướng mắc và thực hiện đúng quy định của pháp luật khi đầu tư sản xuất kinh doanh tại Bà Rịa Vũng Tàu.